bạn bạn đang chuẩn bị làm nhà, bạn cần tham khảo mẫu biệt thự nhà vườn mái Nhật 1 tầng 4 phòng ngủ với tổng diện tích 150 mét vuông, chi phí bạn đang mong muốn làm nhà tầm khoảng 1 tỷ đồng thì đây chính là mẫu nhà để bạn tham khảo đây. Vậy bạn hãy dành chút thời gian để xem kỹ video này của mình nhé Đó. bên ngoài ngôi nhà thì được thiết kế và trang trí những hoa văn vuông thẳng phẳng, điểm nhấn ốp đá cột sảnh cũng như là mi mái và bên dưới chân tường làm sậm màu hơn để cho ngôi nhà có sự nổi bật và được đẹp mắt hơn. Các bạn nào thấy ngôi nhà này đẹp hãy cho mình xin một nút thích video và một nút chia sẻ video để nhiều người có mẫu nhà đẹp nhé. Và đặc biệt các bạn nào mà đang quan tâm đến mẫu nhà này cần chia sẻ gì thêm xin hãy liên hệ số điện thoại trên màn hình. Bây giờ mình xin phép vào chia sẻ công năng chính bên trong của ngôi nhà. Mời các, quý vị và các bạn và khán giả cùng tham khảo ngôi nhà đang có chiều rộng mặt tiền là 12 mét rưỡi và chiều sâu của ngôi nhà cũng là 12 mét rưỡi vào đến không gian phòng khách phòng khách thì được thiết kế lệch sang một bên Đó. không gian khách đang có diện tích là 43,6 mét vuông không gian thờ không gian thờ này thì đang có chiều rộng là 36 và chiều sâu là 1 mét 8 Vừa đủ để chúng ta kê một cái án gian và hai cái lọ lục bình hai bên. Và phòng thờ thì được quay vách ngăn CNC xung quanh để cho cái phòng thờ nó, nó được vay mượn các không gian khác. Phòng bếp 132 m vuông lối đi ra sảnh phụ. Và sau khu vực nhà bếp có một vệ sinh chung sử dụng cho toàn bộ ngôi nhà và lối đi ra phía đằng sau của ngôi nhà để à, ra khâu công trình phụ máy giặt khu phơi cũng như là lối cửa để mở ra để tạo độ thông thoáng cho ngôi nhà hơn Đó. phòng ngủ số 1 15 12,5 mét vuông và cái khoảng phòng ngủ này thì cũng được thiết kế giật khối so với ngôi nhà để tạo cái khoảng đón gió vào trong ngôi, ngôi nhà chính phòng ngủ số 2 12,5 m2. Phòng ngủ số 3 12,5 m2. Và cuối cùng của phòng ngủ số 3 sẽ có một khu vệ sinh chung để sử dụng cho thuận tiện cho ba phòng ngủ này thì không phải chạy sang qua không gian bếp mới đến vệ sinh thì ba phòng ngủ này sử dụng cái vệ sinh bên vế này thì cực kỳ là thuận tiện. Đó. Còn phòng ngủ số 4 phía sau phòng thờ 13,1 m2 và lối cửa phòng ngủ số 4 này thì mở sang bên phía nhà bếp để khi mà chúng ta thức dậy mà muốn nấu đồ ăn sáng thì đi đến không gian bếp nó gần và thuận tiện hơn cũng như là trong cái quá trình chúng ta ở trong phòng mà muốn đi vệ sinh ấy, thì có thể đi đến cái không gian vệ sinh nó cũng gần và thuận tiện hơn rất là nhiều đó vừa rồi thì mình đã chia sẻ với quý vị và các bạn cái mẫu mái nhật 150 trăm năm mét vuông chi phí tầm khoảng 1 tỷ đồng thì các bạn nào mà đang chuẩn bị nằm nhà có nhu cầu tư vấn phong thủy và thiết kế cũng như là có nhu cầu uh, chia sẻ thêm về ngôi nhà này cần tư vấn thêm về mẫu nhà này thì xin hãy liên hệ số điện thoại trên màn hình để được nguyễn tất nhiên tư vấn cho các bạn nhé chúc các bạn sớm hoàn thành ngôi nhà mơ ước cho gia đình và người thân đây là những siêu phẩm của thầy cho mình chỉ mong nông thôn mới việt nam có thêm nhiều mẫu nhà đẹp hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau